bên công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xào xạc, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oan than khóc duyên ban đầu. Đây là vườn thị hàng xúc nhật tại điện là 100V đó. Hàng này thì con này thì em đã có giới thiệu cho tất cả các bác ở video trước là hàng đẹp long lanh, thiếu xốp nha bác nha, thiếu hộp xốp thôi, rất là đẹp luôn và mới tinh nha. Và con này thì em test đơn gửi tới anh gửi tới anh Y ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương nha. Tiếp tục là một sản phẩm được các anh em ở Hải Dương ủng hộ bên kênh Tâm Thành Phố Hồng. Ngày hôm qua thì bên em cũng đi những sản phẩm cho tất cả bác về Hải Dương, thì tiếp tục hôm nay vừa cũng một sản phẩm về Hải Dương nha bác nha. Audio đang ghép với con vang là Audio Mekka KM1080 nha. Ở đầu video thì tất cả các bác cũng đã lắng nghe được chất âm của bộ đôi này khi đánh vào đôi lo ôm của Anh Quốc. Chất âm cực kỳ là hay và chi tiết nha bác nha. Vâng, và một lần nữa thì em xin cảm ơn anh Y đã ủng hộ bên kênh âm thanh của Hùng với một con đái Crown Macrotech 1201. Đó là lần thứ hai anh đã ủng hộ bên tin tưởng ủng hộ bên kênh âm thanh của Hùng. Đấy. Hiện tại thì bên em đang phân phối chiếc vang cơ lai số KM1080 với giá là 3,2 triệu. Bên em đã bao ship và tặng kèm theo một bộ da Canon nha bác nha, và đôi lo ôm là 8,5 triệu, giá bên em đã bao ship, lo sơ 1 bát 25 một chiếc kèn gang nhé.
Rồi, bây giờ tất cả các bác chúng ta cùng lắng nghe thêm tí nữa về chất âm của chiếc đổi crow và vang cơ lời số đánh lên đôi loa ôm của anh Quốc. Đây, này em tắt này. Đó, hoạt động của chiếc đổi nha. Tắt ok này, lên này. Kênh 1 này, rồi kênh 2 này. Đấy, cả hai kênh này. Hàng cây xanh thấm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối màu. Em thương sắc tím bông lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thấm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu. Là 707 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất. Vâng, và em xin cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.